Bây giờ ai đi học? Ai đi học? Em đi học. Thế anh hai thì sao? Sao anh hai lại ở nhà? À, anh hai đi học cùng nhau nha. Rồi, đứng lên nào, đi học vui nào các bạn ơi. Em đứng lên. Cái gì vậy? À, cái ghế. Rồi, đứng lên, đứng lên. Cái đồng hồ của em đâu?